Trà thuốc mắt. Hôm nay là thứ bảy. Lịch sử toàn bộ thế giới chắc vậy.
nay mình xin phép livestream đến đây thôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập livestream tiếp theo của mình nha. Tại bây giờ nó cũng muộn rồi, thời gian nghỉ ngơi rồi. Xin chào các bạn nhé. Các bạn ở video tiếp theo. Xin chào các bạn.